Độc lạ make up chỉ tốn sương sương một lọ kem nền để có thể biến một bà bác thành thiếu nữ cường mượt. Nhưng lúc tẩy trang thì hẳn là cực khổ. Một đoạn video make up sương sương đến từ quốc gia nào đó tôi không tiện kể tên, nhưng có lẽ là Philippines, đã khiến các chị em ngỡ ngàng vì chiếc nền độc lạ nhất Đông Nam Á. Ban đầu nhìn vào cứ tưởng là chuyên viên trang điểm còn non nớt khi lỡ tay đổ cả lọ kem nền lên mặt bà bác như chát bê tông. Nhưng không, hóa ra người ta làm gì cũng có mục đích. Đổ thế cho nó độc lạ, với tiện việc kẻ cái lông mày như đi cày trên cánh đồng ẩm ướt, trông kiểu củ nghệ một tí ấy mà. Nếu dừng video ở đoạn này, chắc chắn tất cả hội chị em sẽ đập bàn và cho rằng tào lao. Nhưng mà càng xem tiếp thì lại càng thấy cuốn vì thành quả bất ngờ, khi bỗng chốc nhân vật chính được hồ biến, mất tiêu đầu 20 tuổi. Trông thì cũng ra gì đấy, nhưng mà hơi sót tiền mua kem nền. Với cả về tẩy trang, chắc là cũng không cực mấy đâu. Cùng lắm thì dùng cái thìa để cạo thôi mà. Các bạn nghĩ sao? Comment chia sẻ ngay cho 8TV, cũng như tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị các bạn nhé.